Sáng nay ngày 8 tháng 5, đoàn trường Hội sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt phối hợp với Hội chữ thập đỏ tỉnh đã tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện đợt 1 năm 2015. Ngày hội đã thu hút trên 500 cán bộ, giảng viên và sinh viên nhà trường đăng ký tham gia hiến máu và thu được trên 278 đơn vị máu. Ngày hội hiến máu tình nguyện của trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt không chỉ có ý nghĩa đảm bảo nhu cầu máu cấp cứu mà còn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần tuyên truyền rộng rãi hơn về hoạt động hiến máu tình nguyện trong giới sinh viên. Hiện nay, đoàn trường và hội sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt đã thành lập được các câu lạc bộ máu sống, sẵn sàng tham gia hiến máu trong các trường hợp khẩn cấp để cứu sống người bệnh.